Men thì trong hai bài này thì mình bài đầu thì nó mang tính đại cương ha, giới thiệu chung, còn bài sau thì nó sẽ sâu về một cái loại ngộ độc. Mình bắt đầu bài đầu tiên là điều trị ngộ độc cấp. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái khái niệm thế nào là chất độc. Thì trước giờ mình nói ngộ độc đó, nhưng mà mình phải biết là khi nào thì một chất nó sẽ gọi là chất độc. Người ta định nghĩa chất độc là chất gây chết, gây thương tổn hoặc là rối loạn chức năng. Thì thường bất cứ một cái chất nào thì cũng có thể là trở thành chất độc trong cơ thể, miễn là nó đạt tới một cái liều lượng đủ để gây độc ha. Thì những cái chất độc mà ta vẫn thường nghĩ về nó là chất độc á, chẳng hạn như là thuốc trừ sâu, các loại mà thuốc gây độc, kiểu như đi đầu độc người khác vậy đó, thì thường nó gây độc ở một cái liều thấp. Cho đó là thường ở cái quan niệm thông thường mình vẫn nghĩ về nó như là một chất độc ha. Rồi thì còn ngộ độc là gì? Ngộ độc là quá trình có sự phơi nhiễm chất độc cộng với biểu hiện lâm sàng, nghĩa là lúc này bệnh nhân á, bên cạnh cái việc có tiếp xúc với chất độc thì bệnh nhân phải có biểu hiện, chẳng hạn như bị rối loạn về các cái cận lâm sàng hoặc là biểu hiện về lâm sàng, thì lúc đó chúng ta mới gọi là bệnh nhân ngộ độc. Còn nếu bệnh nhân chỉ mới có phơi nhiễm thôi mà hoàn toàn chưa có biểu hiện gì hết thì trường hợp này chưa thể gọi là ngộ độc ha. Về đặc điểm dịch tễ á, thì thường là ngộ độc thì hay gặp ở những cái bệnh nhân mà có vấn đề, chẳng hạn như là còn nhỏ, trẻ em, nó chưa có nó dễ uống nhầm những cái loại thuốc, những cái trong những cái chai lọ, hoặc là người lớn tuổi, người già, người có vấn đề về tâm lý ha, thì thường là tỷ lệ tử vong nó không có cao, là khoảng 20%, chủ yếu là do ngộ độc paraquat. Thì cái nghiên cứu năm 2012 này thì mình thấy là cái ngộ độc paraquat thì nó chiếm tỷ lệ chủ yếu là nó sẽ gây tử vong cao. Thì cái chất này là một cái loại thuốc ta hay gọi là thuốc khai hoang á, thuốc diệt cỏ, chứ diệt cỏ cháy rồi đó. Thì thường giống như mình hay nói đùa là biết là uống thuốc trừ sâu hay thuốc diệt cỏ thì cái nào chết nhanh hơn, thì mình hay nói hỏi đùa là như vậy, nhưng thực tế thì cái thuốc mà diệt cỏ thì thường gây tỷ lệ tử vong rất là cao. Thì đây là một cái thống kê tại bệnh viện Chợ Rẫy trong vòng 10 năm, thì các bạn thấy là cái số bệnh nhân ngộ độc á, thì nó dao động khoảng từ 1.000 mấy cho tới 2.000 mấy ha, và tỷ lệ tử vong thì từ khoảng 5,2 cho tới là 7,6. Các cái tác nhân gây độc thường gặp mình thấy năm gần nhất đi, đến năm 2012 thì mình thấy là bên cạnh cái nhóm là rắn côn trùng cắn thì nó chiếm cái số lượng nhiều nhất, thì cái tiếp theo đó là ngộ độc thuốc trừ sâu diệt cỏ hay mình gọi là thuốc bảo vệ thực vật đó. Như vậy thì đó là lý do tại sao mà các bài tiếp theo là các bạn sẽ học bài điều trị thuốc trừ sâu, ngộ độc thuốc trừ sâu ha, vì ở cái địa phương miền Tây mình vùng đồng bằng sông Cửu Long ha, thì trồng lúa được rất nhiều, những cái loại thuốc bảo vệ thực vật thì rất là có sẵn ha, cho đó là mình gặp những cái ca mà ngộ độc do thuốc bảo vệ thực vật rất là nhiều. Về nguyên nhân gây ngộ độc thì bệnh nhân có thể ngộ độc một cách tình cờ, tức là nhiều khi uống nhầm chai lọ vậy đó, hoặc là tự đầu độc. Tự đầu độc nghĩa là thường là mình hay gặp nhất là người ta tự tử, buồn chuyện gia đình, nhận vợ, nhận chồng, nhận con vân vân thì sẽ tự đầu độc. Và cái loại này cũng là cái loại mà thường gặp nhất trên lâm sàng lúc cái tình huống là tự đầu độc thì mình sẽ hay gặp ha. Còn bị đầu độc thì hầu như là không, mà những cái ca này thì nó sẽ rất là lu bu ha, liên quan tới gọi là hình sự rồi, luôn nguy hiểm ha. Còn ngô do ô nhiễm môi trường, do thức ăn thức uống, thì đối với ngộ độc do ô nhiễm môi trường thì ít khi là mình gặp ngộ độc cấp, chủ yếu là những cái tình huống mãn cấp hay là mãn tính, những cái bệnh mà chẳng hạn như ung thư đồ này nọ thì nó cũng là do ô nhiễm môi trường ha. Rồi do thức ăn nước uống thì thường mình sẽ dễ nhận biết, thì thường khi mà bệnh nhân vào viện ngộ độc thì thường ta sẽ đi chung mâm, kiểu như đi ăn đi uống chung mâm, nhậu chung mâm, cái vô viện cũng vô chung mâm luôn ha. Thì thường là những cái ca đó nó sẽ vô một hàng loạt ca, mình sẽ dễ nhận biết đây là ngộ độc, cho đó là cái nhóm này thì nó hay có cái đặc điểm giống như vậy. Về triệu chứng lâm sàng thì bệnh nhân có thể có biểu hiện tại chỗ, nghĩa là khi mà chất độc nó tấn công ngay cái vị trí nào thì bệnh nhân bị biểu hiện triệu chứng ngay ở vị trí đó, chẳng hạn như là chất độc nó dính vô da làm đỏ da, ngứa da, hoặc là vùng mắt làm chảy nước mắt, rồi đau mắt, mờ mắt vân vân, hoặc là triệu chứng toàn thân, nghĩa là khi chất độc nó đi vào dòng máu và nó theo dòng máu đi phân phối ở khắp cơ thể, tấn công lên các cơ quan đích và biểu hiện triệu chứng ha, hoặc là vừa biểu hiện tại chỗ và toàn thân. Thì về thể lâm sàng đó, mình sẽ có thể ba thể là cấp
bán cấp và mạng. Thì trong đó mấy bạn lưu ý là trong cái khuôn khổ bài học hôm nay mình chỉ trao đổi về ngộ độc cấp thôi, nghĩa là thời gian từ lúc có phơi nhiễm với chất độc, có tiếp xúc với chất độc cho tới lúc mà bệnh nhân biểu hiện lâm sàng và nhập viện thì nó dưới 24 tiếng. Thì tại sao mình lại trao đổi ở nhóm này? Tại vì nhóm này thì nó sẽ có những cái đặc điểm rõ ràng, những cái điều trị nó khác với là nhóm bán cấp và mạng tính ha. Thì rồi nhóm bán cấp mạng tính thì bệnh nó sẽ tự ổn định, nhưng mà dần dà nó sẽ tạo nên những cái đó là những bệnh lý khác trong cơ thể. Rồi thì chúng ta đi tới cái mục tiếp theo, đó là các hội chứng trong ngộ độc. Nghĩa là lúc này mình sẽ đi về phần triệu chứng lâm sàng nha. Thì thường đối với bệnh nhân ngộ độc á, triệu chứng nó khá là đa dạng và nó cũng không có đặc hiệu. Do đó thì khi mình thăm khám một bệnh nhân á, để có thể đi từ triệu chứng mà đi tới cái chẩn đoán là nguyên nhân gì á, thì nếu mình được thì mình sẽ tóm tắt thành những cái biểu hiện đi thành hội chứng thì nó dễ hơn. Đầu tiên là bệnh lý hemoglobin bất phải. Thì lúc này mình có nghĩa là trong cơ thể mình cái hemoglobin này thay vì nó vận chuyển được oxy và CO2 thì vì một lý do gì đó, chẳng hạn như bị ngộ độc khí CO, ngộ độc và những cái loại chất làm tạo nên methemoglobin, thì hemoglobin nó không đóng được cái vai trò là vận chuyển các chất khí trong máu nữa, thì bệnh nhân chắc chắn sẽ bị siêu hấp, biểu hiện mà khó thở, tím tái, lẫn lộn, nhức đầu, vân vân. Thì thường cái loại mình hay gặp và cũng hay được đề cập tới là cái ngộ độc khí CO ha. Thì mình biết là CO là một cái loại khí mà nó có áp lực rất là cao đối với hemoglobin, thì chỉ cần một cái lượng nhỏ trong không khí thôi thì nó lập tức nó sẽ đi vào cơ thể và nó chiếm hết các cái vị trí mà đáng lẽ là dành cho oxy ha, của hemoglobin. Thì do đó là có thể là gây độc. Thì thường mình hay gặp trong những tình huống mà đám cháy rồi ha, cháy chung cư Marina vậy đó ha. Thì thường là hay gặp trên bên đám cháy. Thì bệnh nhân nó hay có cái biểu hiện là cái màu da thường nó có cái màu hồng cánh sen ha, hồng là đỏ vậy nè, hồng cánh sen. Thì thường mình cũng cẩn thận là gặp ở những bệnh nhân từ đám cháy ra mình thấy người ta hồng hồng đỏ đỏ, mình tưởng là bị phỏng, không phải, coi chừng đó là bệnh nhân bị ngộ độc khí CO nha. Rồi nhóm tiếp theo là ngộ độc kiểu toan chuyển hóa. Mình nghe chữ toan chuyển hóa mình hiểu là trong cơ thể lúc này đang bị dư cái H cộng, nhiễm các loại axit cố định ha. Thì lâm sàng thì chắc chắn sẽ đa dạng, thì mình hiểu là khi mà cơ thể đã nhiễm toan thì các cái hoạt động trong cơ thể, hoạt động tế bào nó đều bị rối loạn hết, thì lâm sàng nó rất là đa dạng. Thì chẳng hạn như thường bệnh nhân hay rối loạn thị giác, thở thì thở nhanh sâu kiểu là cosmo ha. Nguyên nhân gây ngộ độc kiểu toan chuyển hóa thì mình thấy là rất là nhiều, chắc là có tính axit gây nhiễm axit cố định thì đều có thể. Ở đây cái cặp đầu tiên là methanol và ethanol, thì hai anh này đều là cái ancol, nhưng mà một anh á, ethanol là loại cồn rượu mà mình dùng uống được ha, đây là loại thực phẩm, phòng thực phẩm. Còn cái methanol nó không dùng trong thực phẩm nha, cái này nó độc tính nó cao hơn. Nhưng mà vì lợi nhuận, vì một lý do gì đó thì thường một số tình huống người ta lại trộn cái này nè vào cái rượu mà bệnh nhân uống, và người ta uống vào người ta lại bị ngộ độc ha. Thì methanol độc tính nó cao hơn ethanol rất là nhiều. Bạn nào mà có đọc báo khoảng năm trước có cái vụ mà một bệnh nhân bị ngộ độc methanol, nó xong vô viện được cho bác sĩ ở Quảng Ninh thì phải cho chuyện bia đó. Bạn nào có không có coi thì về coi lại cái vụ đó được đó, cũng nổi ha. Nghĩa là bệnh nhân ngộ độc methanol thì trong điều trị mình có dùng ethanol để mình điều trị. Tuy nhiên bài báo nó sai ở chỗ nào thì chút xíu mình điều trị mình nói thêm ha. Thì mấy bạn nhớ cái cặp này. Rồi ngoài ra còn rất là nhiều chất khác như thế này ha. Rồi ở trong này thì chưa có đề cập một cái loại thuốc mà tôi thấy dạo gần đây cũng rất là hay gặp, làm bệnh nhân bị ngộ độc kiểu toan chuyển hóa rất là nặng, đó là cái loại thuốc mà điều trị đái tháo đường type 2 các bạn, metformin ha. Thì thường đối với những bệnh nhân đái tháo đường type 2 á, người ta hay nhớ một cái câu là thuốc điều trị đầu tay là metformin, lúc nào mình cũng nhớ cái câu đó rất là dễ nhớ. Như vậy thì dẫn tới là mà metformin thì nó rất là rẻ, ở đâu cũng có ha, rất là dễ mua. Thì thường hầu như là bệnh nhân đái tháo đường type 2 nào cũng tìm tới cái thuốc đó là uống đầu tiên. Tuy nhiên thì mình hay quên một điều là mình là thuốc đầu tay, tuy nhiên khi không có chống chỉ định mà metformin nó rất là dễ rơi vào chống chỉ định các bạn. Hiện như bệnh nhân hơi bị
tăng men gan, bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan hoặc là suy thận thì bắt đầu đã có chấm chỉ định với metformin rồi. Thì nếu bệnh nhân đái tháo đường mà cứ uống tới mà không có đi kiểm tra chức năng gan thận ha, thì rất là dễ bệnh nhân bị quá liều thuốc. Thì lúc đó thì bệnh nhân có những ca vào viện là bị ngộ độc metformin thì to rất là nặng nha các bạn, phải lọc máu luôn á. Thì nói thêm cho mình nhớ cái chỗ này. Rồi hội chứng tiếp theo là hội chứng cholinergic. Đây là biểu hiện của thường gặp là của những cái ngộ độc nhóm kháng men phosphor hữu cơ hoặc là carbamat ha. Thì mình nghe cái tên mình biết là bệnh nhân sẽ bị biểu hiện cường phó giao cảm. Thì lúc này bệnh nhân sẽ có biểu hiện là nhịp tim thì chậm ha, rồi bệnh nhân sẽ tăng tiết nước bọt, nước mắt, nước mũi và mồ hôi, đồng tử thì co nhỏ như đầu đinh ghim ha, bệnh nhân đau bụng đi cầu, nói chung là tăng tiết. Rồi thì một bệnh nhân rất là điển hình của cái ngộ độc kiểu cường cholinergic. Thì chút xíu nữa mình Luân Nguyễn Minh khu của em cúp điện rồi, đau lòng quá, học bằng điện thoại đi cưng. Rồi không thì nhờ mấy bạn ghi âm lại đó rồi tự coi lại sao ha. Thì cái ngộ độc này là một cái hội chứng rất là quan trọng, tại vì các bạn khi đi lâm sàng á, cái xác suất mấy bạn gặp những bệnh nhân mà ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật rất là nhiều ha, trong đó nhóm kháng men là nhóm cũng rất là thường gặp, thì mình bắt buộc mình phải thuộc cái hội chứng này ha. Những hội chứng khác có thể mấy bạn không biết nhưng mà hội chứng này chắc chắn mấy bạn phải nắm. Rồi và đối lập lại với cái hội chứng cường cholinergic đó là hội chứng anti-cholinergic. Thì nghe chữ anti có nghĩa là nó ngược lại rồi ha. Thì bệnh nhân này bị ngộ độc những cái loại chẳng hạn như là atropine, antihistamine, chống trầm cảm ba vòng vân vân, thì bệnh nhân lúc này sẽ ngược lại với cái hội chứng kia, thì bệnh nhân sẽ có nhịp tim nhanh, rồi đồng tử thì giãn, bệnh nhân thì thay vì tăng tiết thì bệnh nhân lại da khô nóng ấm ha. Thì trên lâm sàng á, những cái loại này nè thì các bạn ít gặp, chủ yếu là mấy bạn hay gặp nhất là cái loại atropine này nè. Thì thật ra atropine thì không phải là do người ta đi mua về người ta uống mình ngộ độc, mà là mình hay dùng trong điều trị những bệnh nhân bị ngộ độc phosphor hữu cơ á, thì mình có dùng atropine. Và khi mình dùng á, bắt buộc mình phải theo dõi và chỉnh liều. Bắt buộc mình phải theo dõi và chỉnh liều, và nếu mình theo dõi không sát, mình dùng quá liều atropine á, thì bệnh nhân sẽ chuyển từ ngộ độc phosphor hữu cơ sang ngộ độc atropine. Thì chút xíu bài sau mình sẽ nói chỗ phần này luôn ha. Thì các bạn nhớ hai cái hội chứng này sẽ đi thành một cặp với nhau. Rồi tiếp theo là ngộ độc cyanide, đây là chất độc có mùi hạnh nhân vậy. Bạn nào hay coi hay đọc truyện Conan chất này rất là quen ha. Thì đây là một loại chất rất là độc, nó sẽ tấn công vào cái chuỗi hô hấp tế bào để sản sinh năng lượng á. Và mình hiểu cái nhà máy sản xuất năng lượng mà bị cát để anh phá thì coi như là cơ thể mình là sẽ rất là nguy kịch. Bệnh nhân nôn, trì mạch, tiến tái, xin lỗi, nôn, trì mạch, nhịp chậm, tăng chuyển hóa, đồ vân vân ha. Thì nhưng mà nói chung là cái này học cho biết thôi, chứ bây giờ thì rất là ít gặp cái ngộ độc CNS này nè, rất là ít gặp ha. Rồi hai hội chứng tiếp theo là hội chứng ngoại tháp và hội chứng ngộ độc thuốc phiện. Thì mấy bạn nghe cái hội chứng ngoại tháp thì biết là liên quan tới hệ ngoại tháp, hay ngoại tháp là hệ duy trì cái trương lực cơ để cơ thể mình nó hình thành được một cái tư thế, duy trì được một cái tư thế nhất định. Thì khi mà bệnh nhân bị ngộ độc những cái loại thuốc chẳng hạn hay gặp là thuốc chống loạn thần á, thì cái trương lực cơ nó tăng lên làm cho cơ thể mình nó bị co cứng. Rồi co cứng hàm, co giật, co thắt thanh quản nha, bệnh nhân có thể siêu hấp. Rồi hội chứng tiếp theo là hội chứng ngộ độc thuốc phiện. Thì đây cũng là một hội chứng rất là quan trọng, hay cũng rất là hay gặp trên lâm sàng. Thì nghe tới thuốc phiện thì mình sẽ biết là bệnh nhân hay xài những cái loại như là heroin, codeine. Mình hay nói là thuốc phiện ma túy rồi đó. Tuy nhiên thì mấy bạn nhớ là khi mình dùng chữ ma túy á, thì nó sẽ bao gồm hai nhóm. Một nhóm là ức chế thần kinh trung ương và một nhóm là kích thích thần kinh trung ương, nghĩa là nó làm đều làm cho người ta bị nghiện
nhưng mà theo hai cơ chế khác nhau. Một cái là ức chế, như là kiểu như xoa dịu nỗi đau, với một bên là kích thích người ta thấy hưng phấn. Thì cái nhóm mình đang đề cập ở đây là nhóm gây ức chế thần kinh trung ương các bạn, là điển hình là heroin á. Thì bệnh nhân vào viện trong bệnh cảnh là rối loạn chi giác, ngủ hôn mê, mình hôn mê hay rối loạn chi giác, rồi bệnh nhân suy hô hấp, co đồng tử và tụt huyết áp. Thì nếu bệnh nhân vào viện mà có biểu hiện ở chế thần kinh trung ương, siêu hấp, co đồng tử, rồi gọi là tam chứng opioid đó, thì thường mình phải nghĩ ngay tới khả năng bệnh nhân bị ngộ độc heroin hay không. Thì nếu mình nghĩ này thì mình sẽ làm gì tiếp theo? À, mình sẽ làm ngay cái test gọi là test naloxone. Mình sẽ cho bệnh nhân tiêm naloxone. Nếu mình tiêm tới một cái khoản liều nhất định mà bệnh nhân không có đáp ứng thì coi như không phải. Còn nếu là ngộ độc heroin thì người ta sẽ đáp ứng và từ từ người ta sẽ hết siêu hấp, hết rối loạn chi giác nha. Rồi đó là ngộ độc thuốc phiện. Thì cái nhóm mà gây kiểu gây nghiện mà kiểu gây kích thích á là cái nhóm này nè, nhóm amphetamine này nè, cocaine nha. Thì bệnh nhân có biểu hiện là kích động, tăng huyết áp, loạn nhịp tim. Cái loại này là ma túy nhưng mà nó gây theo cái hướng là kích thích ha. Thì các bạn cũng lưu ý cái chỗ này luôn. Rồi về cái này thì không quan trọng lắm nha, thì thôi bạn không cần phải để ý cái ngộ độc acid salicylic nè. Rồi thì vừa rồi là một số cái hội chứng đó. Thì những cái nào quan trọng mình có nhấn mạnh đó, mấy bạn nhớ học kỹ mấy cái phần đó nha. Tiếp theo là xét nghiệm. Thì mình biết là khi mình thăm khám bệnh nhân rồi, mình phải cho xét nghiệm để định coi là bệnh nhân này bị ngộ độc cái gì. Thì thường đối với bệnh nhân ngộ độc cấp á, nó sẽ có hai nhóm xét nghiệm mà mình sẽ phải cho. Nhóm xét nghiệm thứ nhất là nhóm xét nghiệm để tìm coi bệnh nhân này bị ngộ độc cái gì, và nhóm xét nghiệm thứ hai là những xét nghiệm hay là những cận lâm sàng để đánh giá xem bệnh nhân của mình đã bị những cái rối loạn gì trong cơ thể do ngộ độc cấp rồi. Thì thường trong hai nhóm này á, ở khu vực của mình nè, khu vực Cần Thơ nè, thì nhóm xét nghiệm thứ nhất là tìm nguyên nhân á, thì mình rất là hạn chế nha các bạn. Thì thường ở chỗ ở khu vực mình á, thì chỉ làm được chẳng hạn như là nồng độ cồn trong máu, xét nghiệm chất gây nghiện trong nước tiểu, rồi định lượng men cholesterol khi bệnh nhân nghi ngộ độc thuốc trừ sâu. Mình chỉ làm được một số cái đó thôi. Còn những cái xét nghiệm cho những cái loại độc chất cụ thể á, thì thường mình không có làm được. Do đó là những cái loại này thì mình phải chuyển lên tuyến trên, nó có những cái labo tốt hơn, nó sẽ làm được đầy đủ. Thì do đó cái nhóm thứ nhất mình rất là hạn chế. Vậy thì chủ yếu là mình làm nhóm thứ hai thôi. Bệnh nhân vào viện mình sẽ phải cho những cái xét nghiệm để biết xem là tình trạng bệnh nhân như thế nào. Chẳng hạn bệnh nhân siêu hấp, khi máu động mạch như thế nào, điện giải như thế nào ha. Rồi thì mấy bạn lưu ý chỗ đó giùm. Ở ở đây thì nó có đề cập tới cái dụng cụ là CO oximeter. Thì bạn nhớ cái chữ CO này, chữ O này là viết sai hay phải là O viết hoa. CO này có nghĩa là dụng cụ này là dụng cụ chuyên để chẩn đoán bệnh nhân có ngộ độc khí CO hay không. À, nó cũng giống như cái máy SpO2 vậy đó, nhưng mà cái máy SpO2 của mình không có phát hiện được những cái hemoglobin mà nó bị bắt bởi CO2 ha. Thì cái dụng cụ này nó sẽ cho mình biết là có bao nhiêu phần trăm hemoglobin đã gắn với khí CO rồi ha. Thì mấy bạn lưu ý thêm chỗ này. Rồi bây giờ tới phần tiếp theo là cách để mình chẩn đoán một bệnh nhân bị ngộ độc cấp. Thì trên slide mình sẽ thấy là để chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc cấp, mình sẽ dựa vào bệnh sử, vỏ hộp thuốc, biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân và kết quả xét nghiệm độc chất sinh hóa. Như vậy thì nếu mình làm một câu trắc nghiệm A, B, C, D theo các bạn, đâu là thông tin quan trọng nhất giúp quyết định chẩn đoán trên một bệnh nhân ngộ độc cấp? Các bạn cho ý kiến thử xem. Có vẻ phân bố trời ơi, có bạn chọn tất cả nữa, người ta chỉ có ABCD thôi, không có câu E đâu, như trong 1, 2.
Rồi thôi vậy nè, mấy bạn nào mà chọn xét nghiệm á, thì hồi nãy nói rồi, ở Cần Thơ mình nè, xét nghiệm nó đâu có nhiều đâu mà xác định chính xác được ha. Do đó nếu mình dựa vào xét nghiệm thì rất là khó, biểu hiện lâm sàng thì thôi luôn, rất là đa dạng nha, nhiều khi mình không có rõ ràng để mình biết là ngộ độc là gì. Rồi vỏ hộp thuốc á thì nói chung cũng rất là quan trọng, mình sẽ biết coi là ngộ độc chất gì. Nhưng mà cũng có những trường hợp á, người ta không có biết là uống phải cái thuốc gì. À, và nhiều khi cái chai này mà cái tức là bình này mà rượu kia ha, cái chai nó để hẹ cha hũ đường mà chấm đựng muối chẳng hạn thì cũng có gặp ha. Chủ yếu á, là để chẩn đoán một bệnh nhân ngộ độc á, mình phải hỏi cho kỹ bệnh sử, tại vì trong bệnh sử á, nó sẽ có cái giai đoạn mà bệnh nhân có tiếp xúc với chất độc, thì cái mà mình mong muốn phát hiện được là cái sự phơi nhiễm của bệnh nhân với độc chất, đó chính là mấu chốt của vấn đề. Nghĩa là khi mà bạn tiếp xúc với một bệnh nhân á, mà trong cái bệnh sử có cái giai đoạn mà bệnh nhân có tiếp xúc với chất độc thì mình mới nghĩ tới bệnh nhân bị ngộ độc cấp, đúng không? Thì do đó mình cố gắng hỏi bệnh sử cho nó kỹ. Thì cái chuyện này nó lại dẫn tới một cái việc nữa là khi mà bạn tiếp cận với một bệnh nhân mà bạn không có khai thác được cái bệnh sử, thì nếu bệnh nhân đó ngộ độc mà bạn không có nghĩ tới, bạn sẽ không thể nào chẩn đoán ra. Bạn tưởng tượng là chẳng hạn như bạn đang làm việc ở khoa cấp cứu, có một cái thằng nó đi vô tự nhiên nó siêu hấp, nó loạn chi giác, mà lúc đó chỉ có nó vô mình anh thôi, những người đưa vô thì không biết nó bị cái gì. Thì nếu bạn loay hoay cấp cứu mà bạn không nghĩ tới nó là một cái căn ngộ độc cấp thì mình đâu hỏi được đâu, thì mình rất là dễ bỏ sót ha. Thì một cái kinh nghiệm là trên những cái ca hẹn như rối loạn chi giác chưa rõ nguyên nhân, siêu hấp chưa rõ nguyên nhân gì đó, thì với bạn chừa một cái phần trăm, một cái khả năng nào đó là do nó uống những cái loại thuốc nữa ha, ngộ độc những loại thuốc rồi đó. Thì cái này mình luôn hết sức lưu ý, đặc biệt là trên những ca mà bệnh sử không rõ thì nên chừa một cái khả năng đó là bệnh nhân bị ngộ độc cấp nha, uống một cái loại thuốc nào đó. Cái chỗ này thì kinh nghiệm siêu máu nha, lưu ý dập. Rồi vậy nếu khi bệnh án trúng bệnh nhân không rõ bệnh sử thì sao anh? Không rõ bệnh sử là sao? Trời nó lo sao quá ha. Gì nó lo tới thi rồi. Thì nếu mà bệnh nhân mà ví dụ không gặp được người nhà, không hỏi được đó, thì thường mình có thể mình đổi bệnh. Mà cũng có những bệnh nhân mình hỏi bệnh đồ, bệnh sử ý là kỹ, nhưng mà hỏi lên hỏi thi, lên bằng thi thì cũng không biết trả lời. Anh ví dụ bệnh nhân vào viện và xử trí như thế nào với anh? À, nói sao ta, thường mà hay gặp là hay gặp mấy cái ca mà kiểu nó nghiện ngập nó mới làm. Thì thường mình hay gặp mấy ca mà trẻ trẻ xăm mình nữa, mấy đứa trai đó vô mà thấy nó siêu hấp, nó loạn chi giác, thì thường là mình nên cẩn thận, chẳng như là rượu là có hay không, là thuốc phiện có hay không nè. Mà thường thuốc phiện thì nó có cái là nếu mà nó rõ thì nó có biểu hiện opioid rõ là co đồng tử rồi đó, thì mình sẽ xử luôn, vừa hỗ trợ siêu hấp vừa đánh nhu, thử là dùng nó xong rồi thử luôn. Chuyển qua bệnh viện tâm thần được không anh? Cái vụ chuyển qua bệnh viện tâm thần này tại vì thì cái này tâm sự cho các bạn thêm thôi, nhưng mà các bạn nào đó, bạn nào có theo dõi cái vụ mà bệnh nhân cái ca mà nó một cái công an á, một cái trung úy công an đi bắt tội phạm mà nó xài thuốc ma túy á, rồi xong cái ông đó, ông công an đó, ông uống cái ca nước mà chứa amphetamine ở nhà bệnh nhân nó, xong rồi ông tử vong. Không biết bạn nào còn nhớ cái vụ này không? Vụ này là ở bên bệnh viện Vĩnh Long đó. Thì bệnh nhân này nè, tức là cái ông này nè, ông cảnh sát này nè, ổng đi bắt hung tan, sao không biết tự nhiên ông uống cái đó, xong cái trên đường đi đi về đó, đi xe thì bắt đầu ổng mới biểu hiện những cái biểu hiện giống như là loạn thần cấp gì đó, tự nhiên cái có những biểu hiện nghi loạn thần cấp, thì mới chở qua bên bệnh viện đa khoa Vĩnh Long. Thì đa khoa Vĩnh Long khám thì mới nghĩ là loạn thần cấp, tại vì biểu hiện triệu chứng tâm thần trên một bệnh nhân nam khỏe mạnh thì giống như là loạn thần cấp gì đó, xong mới đưa qua bên kia. Nhưng rất là tiếc, cái ca này nó không phải là loạn thần cấp mà do bị ngộ độc.
thành ra chở qua bên bệnh viện tâm thần này, lúc này đã diễn tiến nặng rồi, trở về thì không kịp, cuối cùng mà không có công an cảnh sát này bắt thì vụ đó nó cũng lùm xùm hết một thời gian. Thì thật ra mình cũng không biết thật hư như thế nào, không biết là nội bộ như thế nào, nhưng đứng về phía cái mình á, nhân viên y tế của mình á, thì giống như này mình cũng rút kinh nghiệm, nghĩa là lúc đó nếu mình nghĩ cái ca này nó có thể là bị ngộ độc hay là gì vậy đó thì có thể mình sẽ có những cái sự chí gì khác hay không. Thế thì tâm sự thêm thôi, không có nói là ai đúng ai sai hết, nhưng mà mình rút ra thêm cái kinh nghiệm cho mình vậy đó. Thì rất là sợ những cái ca mà bệnh sử không có rõ, không có khai thác được, thì những cái gì mà lạ lạ nghi nghi nhất coi chừng có thể là nó uống loại thuốc nào đó ha. Rồi thì tùy tình huống cụ thể thôi, chứ cái này nói cũng biết trao đổi kinh nghiệm như là làm sao. Rồi về mình qua tới phòng điều trị ha. Mình sẽ bây giờ là điều trị một bệnh nhân ngộ độc cấp, thì trong bài ghi cũng khá là dài dòng, nhưng mà anh muốn tóm tắt cho các bạn á. Đối với điều trị một bệnh nhân ngộ độc cấp thì mình sẽ nhớ hai chuyện nó đi song song với nhau, đó là điều trị ngộ độc cấp và hồi sức cho bệnh nhân. Thì mấy bạn nhớ là khi một bệnh nhân vào viện bị ngộ độc cấp thì người ta sẽ bị tử vong do những cái nguyên nhân mà chất độc nó gây ra, chẳng hạn như là siêu hấp, tụ huyết áp, co giật gì đó. Thì mình không thể nào mình đè bệnh nhân ra, mình lo mình rửa dạ dày, mình lo mình cấp cứu ngộ độc mà quên đi cái chuyện hồi sức. Thì lúc nào cũng vậy, hồi sức là nền tảng để mình điều trị thành công một bệnh nhân ngộ độc, nên mình phải đảm bảo những cái sinh hiệu, những cái chức năng cơ quan cho nó ổn định, không có cột tụ huyết áp, không có siêu hấp, không có co giật vân vân. Thì đó chính là cái bước để mình tiến hành mình điều trị ngộ độc có hiệu quả ha. Và đó là hai bước song song. Thì trong cái bước điều trị ngộ độc nó lại gồm ba cái nhánh nhỏ nữa. Bước thứ nhất là ngăn chặn sự hấp thu của độc chất, nghĩa là không cho chất độc đi vào cơ thể. Bước thứ hai là mình dùng các cái loại mình dùng những cái biện pháp để lấy chất độc ra khỏi cơ thể. Bước thứ ba là dùng các loại thuốc giải độc ha. Lần nào cũng diện giảng online hồi cái bắt đầu cái bị nhảy mũi, cũng có bị corona như các bạn. Nhưng là giống như ngồi trước cái quạt hồi cái bị khó chịu vậy đó. Rồi nhắc lại ha, mình sẽ có hai cái bước song song, đó là điều trị chống độc và hồi sức cho bệnh nhân. Trong điều trị chống độc thì mình nhớ nó sẽ có ba nhánh nhỏ, ba bước nhỏ, đó là bước ngăn không cho chất độc hấp thu vào cơ thể, tăng hạ chất độc ra khỏi cơ thể, và bước cuối cùng, bước thứ ba là mình sẽ sử dụng những cái loại thuốc giải độc. Đầu tiên là ngăn không cho chất độc đi vào cơ thể, thì mình hiểu là bây giờ chất độc nó xâm nhập cơ thể ở đường nào thì mình sẽ dùng các cái biện pháp để mình làm cho chất độc nó đi ra, hoặc là nó hạn chế hấp thu ở ngay con đường đó. Thì cái con đường mà mình hay gặp ngộ độc đầu tiên hay gặp thường gặp nhất đó là qua đường tiêu hóa, hay kiểu bệnh nhân người ta tự tử á, thì người ta sẽ tự uống cái thuốc. Thì thường mình sẽ làm được những gì? Đầu tiên mình sẽ ghi nôn. Ghi nôn thì trong bài của các bạn là giới thiệu các bạn ghi nôn bằng thuốc IPK hay một loại receptor kích thích cái receptor ở dạ dày, làm cho nó tăng cái nhu động, tăng co thắt mà nó tống cái chất độc ra ngoài. Như vậy thì như mình không có cái này, mình có cách nào để gây nôn không? Mình làm gì đây? Móc họng, đúng rồi đó. Hơi phô nhưng mà đúng ha. Cái này là mình đọc một số sách vở là người ta cũng có đề cập luôn đó. Mà anh thấy cái này rất là hay ha, kiểu lúc nào nó cũng sẵn có hết trơn trên ngón tay của mình, lúc nào cũng có trên bàn tay ha. Thì mình sẽ dùng để mà mình kích thích cái hầu họng và tạo nên cái phản xạ và gây nôn bên ngoài, hoặc là mình dùng những cái bàn chải gì đó ha, bàn chải đánh răng rồi đó. Đó là cái mà mình lúc nào cũng sẵn có, còn những cái loại thuốc này đôi khi mình không có. Rồi thì khi mình quyết định cho một bệnh nhân nôn ra chất độc á, thì mình nhớ là gì? Bệnh nhân đó có những cái chống chỉ định gì hay không? Thì khi một bệnh nhân mình dự định cho nôn thì bệnh nhân đó phải tỉnh táo, đường thở người ta phải có những cái phản xạ bảo vệ. Thì mình biết là nếu mà gây nôn vào á, thì chất độc á, nếu bệnh nhân không tỉnh thì chất độc nó sẽ thay vì nó nôn được ra ngoài thì nó lại hít vào trong cái đường hô hấp và bệnh nhân sẽ tử vong do siêu hấp ha. Thì rất là nguy hiểm, nên mình lưu ý là khi mình gây nôn thì chống chỉ định là bệnh nhân có rối loạn chi giác, hôn mê, co giật vân vân. Rồi
Bệnh nhân uống axit hoặc là kiềm thì cũng không có gây nôn luôn. Tại vì uống axit hoặc kiềm thì đây là những cái chất gây độc mà kiểu ăn mòn, nó có tính bào mòn cái niêm mạc của đường tiêu hóa, thì mình càng làm cho nó di chuyển nhiều thì nó càng gây tổn thương niêm mạc ha, nên cũng chống chỉ định. Rồi rửa dạ dày thì rất là quen thuộc rồi ha, cái này hầu như là bạn nào cũng biết. Thì rửa dạ dày mình hiểu là mình sẽ dùng một cái xông đặt vào trong dạ dày của nhân và dùng nước sạch rửa cho tới khi là cái dịch dạ dày nó trong, không còn mùi hôi, không còn biểu hiện của thuốc gì hết. Thì ở đây mình có cái số là phải thực hiện ngay trong 2 đến 4 giờ đầu, có thể rửa muộn hơn, vân vân. Thì mấy bạn nhớ là cái số 2 đến 4 giờ đầu này á, thì nó sẽ không phải là một con số cố định. Thì bây giờ người ta đối với rửa dạ dày, người ta hay có một cái lời khuyên là chỉ thực hiện rửa dạ dày khi bạn có bằng chứng là việc rửa dạ dày còn hiệu quả. Tại sao người ta lại nói như vậy? Tại vì á, mình biết là chất độc á, nó tùy loại chất độc nó sẽ có cái thời gian hấp thu khác nhau. Lấy ví dụ như một bệnh nhân bị ngộ độc rượu, thì bệnh nhân uống rượu trước đó một tí, bây giờ bệnh nhân vào viện, theo các bạn mình có nên rửa không? Câu trả lời là không nha, tại vì rượu thì nó hấp thu rất là mau, khoảng nửa tiếng là nó đã vô cơ thể hết rồi, nó qua hết nhưng đường tiêu hóa rồi, thấm hết vô cơ thể rồi, thành ra mình rửa lúc đó thì hiệu quả thì không có, nhưng mà có thể là làm bệnh nhân khó chịu hay là nó loạn điện giải và hít sặc gì vân vân. Thì nói chung là mình không nên. Thì cái con số 24 giờ này nó sẽ rất là dao động tùy theo độc chất ha. Thì tốt nhất nếu được mình biết người ta là ngộ độc cái gì, mình coi lại cái chất đó nó có cái chỉ định trong thời gian này hay không thì mình dùng, còn không thì thôi ha. Rồi và cũng chống chỉ định với những loại như thuốc uống dầu hỏa, chất ăn mòn. Thì uống dầu hỏa thì mình rửa nó cũng không có ra, và chất ăn mòn thì biết rồi, khi mình càng làm cho nó xáo trộn trong đường tiêu hóa thì càng làm ảnh hưởng đến cái niêm mạc của bệnh nhân, niêm mạc dạ dày ha. Dùng than hoạt, than hoạt thì nó có tính hấp phụ và trung hòa độc chất, và hầu hết các độc chất thì nó đều có tác dụng. Tuy nhiên một số thì nó cũng ít hiệu quả hơn, chẳng hạn như là ở đây mình có cái phốt pho hữu cơ carbamate thì mình thấy là ít hiệu quả. Rồi một số cái trường hợp chống chỉ định như bệnh nhân uống chất ăn mòn là axit hoặc là kiềm mạnh đó, bệnh nhân bị liệt ruột. Liệt lượng các bạn xem ở đây ha. Rồi thì thường thì bây giờ theo cái quan điểm điều trị than hoạt á, thì đối với những cái loại thuốc nào mà người ta biết chắc là nó kiểu có hiệu quả với than hoạt á, thì người ta chỉ cần dùng một liều thôi là cũng được rồi. Còn những cái loại mà nó ít hiệu quả hơn á, thì có thể người ta sẽ lặp lại liều mỗi 2 giờ ha. Rồi thì thường chỉ dùng trong ngày đầu thôi, mấy ngày sau mình không có dùng nữa. Thì mình thấy nãy giờ nè, mình gây nôn thì những cái chất ăn mòn nó cũng chống chỉ định, rồi mình rửa dạ dày, chất ăn mòn nó cũng chỉ định, dùng than hoạt nó cũng chống chỉ định. Như vậy thì mình thấy là uống, nếu bệnh nhân uống phải những cái loại chất ăn mòn, axit hoặc kiềm mạnh đó, thì đây là một cái trường hợp cấp cứu nó đặc biệt, thì nó sẽ có cái bài riêng là bài cấp cứu ngộ độc những loại chất ăn mòn ha. Bạn nào có thời gian thì xem thêm. Nhưng mà theo các bạn thì gì, thì những trường hợp này mình sẽ làm gì để mình loại trừ độc chất đây? Tại sao mình không dùng than hoạt nhiều ngày? Tại vì nói chung á, để mà hạn chế hấp thu chất độc vào cơ thể thì nó chỉ trong thời gian đầu thôi, còn mấy ngày sau nếu nó có nó cũng đã hấp thu hết rồi, nó không còn tác dụng nữa. Nên người ta mới nói là nếu mà là chất đó mà nó được trung hòa tốt với than hoạt thì người ta chỉ dùng một liều là được rồi, còn những loại mà kém hơn thì có thể người ta sẽ lặp lại liều ha. Rồi các bạn ơi, ví dụ như hồi trước anh đi tiêu hóa có gặp một anh thanh niên 20 tuổi, nó uống cái chai viêm rửa bồn cầu, các bạn là một loại chất ăn mòn rất là mạnh nha. Thì theo các bạn thì mình sẽ làm được gì đây? Không làm gì hết anh. Vì sao mình không làm gì? Tại vì viêm một cái axit cực mạnh, ăn tới đâu là lét và sức huyết tới đó, nguy cơ chảy máu càng dữ dội, càng đặt xong dây dày càng nguy cơ chảy máu nữa, tốt nhất để vậy luôn. Rồi cho uống nhiều nước. Thì nói chung là những cái loại mà chất ăn mòn này á, thì hầu như là mình không có tác động là được mình không có tác động vào được để mà mình lấy cái hạn chế cái hấp thu của nó vào trong cơ thể ha.
Trời ơi, mua chuối làm gì cúng ta hả ông già? Chào Minh Tuấn nè. Tào lao. Rồi, thì nói chung là những cái loại chất ăn mòn á thì rất là khó để mình kiểu là hạn chế hấp thu của nó ha. Nên bạn nào có ý định gì đó thì nhớ chừa mấy cái chất này ra nha, xài cái nào mà ta dễ cuốn chút xíu á. Rồi, dùng thuốc sổ thì mình nhớ là dùng thuốc sổ đó, nó cũng nằm trong cái mục là hạn chế thu chất độc nha, chứ không phải là nằm trong cái bước là tăng thải chất độc ra khỏi cơ thể nha. Thì dùng thuốc sổ mình hiểu là sử dụng những cái loại thuốc mà cho bệnh nhân tăng đi cầu lên đó, thì nó sẽ tăng tốc chất độc nó đi qua cơ thể, thì nó sẽ giúp hạn chế hấp thu. Thì có thể là mình sử dụng Sapito, Magnesium sinh khoá vân vân, rồi cũng chống chỉ định với loại chất ăn mòn rồi luôn ha. Rồi rửa toàn bộ ruột thì các bạn xem thêm thôi, mình xem trong bài đi. Qua da, qua tóc thì mình đều là rửa lại với nước sạch ha. Qua mắt á, thì bạn nhớ là ngoài việc mình rửa với nước á, thì nhớ là phải cho bệnh nhân đi kiểm tra lại ở những cái chỗ mà có khám mắt, có những cái kính chuyên dụng á, thì kính này nó sẽ quan sát được những cái tổn thương nhỏ, những cái chày xước ở giác mạc ha, mình nhờ bất thường không có thấy. Rồi qua đường hô hấp á, thì qua đường hô hấp á, thì mình nhớ là nó có một cái đặc điểm là ngộ độc gì xử trí qua tóc, ý là chất độc nó có dính vô tóc á, thì mình làm gì thôi. Còn thường tóc thì nó giống tính giống như là da, nên nó sẽ thấm vô da. Sữa với đậu xanh có công dụng gì không anh? Trời ơi, này nó dân gian này anh cũng chưa nghiên cứu, nhưng mà thường ta nói là sữa thì nhiều kiểu nó cũng có tính trung hòa được chứ. Kêu nhưng mà thôi, cái này thì hãy tìm hiểu kỹ trước khi phiên ta, hay chủ yếu là kêu nhận ra có thể nôn được hoặc là uống nước đường hay an toàn hơn. Qua đường hô hấp á, thì mình nhớ là đường hô hấp nó có một cái đặc tính khác nữa là nó rất là nhạy cảm. Thì bệnh nhân ngộ độc thay vì bên cạnh là bị cái chất độc đó nó tự tác động, nó gây độc, thì có thể là do cơ thể mình nó phản ứng nó quá mẫn với cái chất đó, thì làm co thắt, làm phù nề đường thở rất là dữ dội. Thì một số trường hợp mình phải cho bệnh nhân corticoid để bóp phù nề, thậm chí là có ca phù thanh quản quá mình phải mở khí quản cấp cứu luôn đó các bạn ha. Thì này nó có một cái đặc điểm nó tương đối khác với những đường còn lại, và đường hô hấp mấy bạn nhớ đây là con đường mà chất độc nó sẽ hấp thu nhanh nhất, thường gặp nhất là đường tiêu hóa nhưng mà nhanh nhất là đường hô hấp ha. Rồi đó là xong bước thứ nhất. Thì mình thấy đặc điểm của cái nhóm biện pháp là ngăn hấp thu á, là thường bệnh nhân nào mình cũng chỉ định được hết, tức là cái độ độ rộng của chỉ định nó nhiều ha. Thì qua tới cái biện pháp thứ hai là tăng thải trừ độc chất, thì cái chỉ định nó sẽ hẹp hơn, chủ yếu là các loại ngộ độc nào mà cái con đường thải ra bình thường của nó bị ảnh hưởng, chẳng hạn cái chất độc này thải qua thận mà nó là bản thân nó cũng làm suy thận nữa, thì lúc này mình sẽ xem xét mình lọc máu cho bệnh nhân. Thì nói tóm lại cái nhóm biện pháp thứ hai này mình hiểu nó gần giống như là lọc máu cũng đúng ha. Rồi thì mình sẽ có những biện pháp gì? Lợi tiểu, thay đổi pH nước tiểu, thẩm phân khúc mạc và lọc máu. Thì hiện nay á, những cái nhóm như là đầu tiên ha, như nhóm lợi tiểu, thì hồi trước chẳng hạn như bệnh nhân ngộ độc cái ta hay có dụ là cho bệnh nhân truyền dịch nhiều rồi người ta chích lợi tiểu để tiểu ra ngoài, ta hiểu giống vậy. Nhưng mà những biện pháp này thì bây giờ nó cũng rất là ít hiệu quả, và người ta nghiên cứu thì thấy nó cũng không có đem lại lợi ích gì cho bệnh nhân, nên giờ cũng không có nằm trong những cái khuyến cáo điều trị nữa. Mà một số tình huống mình cho truyền dịch nó lại ảnh hưởng tới bệnh nhân, nếu bệnh nhân nhạy cảm, bệnh nhân bị quá tải dịch ha. Rồi nhóm thay đổi pH nước tiểu á, thì thường mình sẽ áp dụng được cái nhóm kiềm hóa nước tiểu, nghĩa là bệnh nhân này ngộ độc những cái loại chất có tính axit, rồi nếu mình làm kiềm hóa nước tiểu á, thì nó sẽ làm cho chất độc đó ở trong nước tiểu ở dạng là ion nó sẽ bị khó tái hấp thu hơn, do đó là nó sẽ thải ra nước tiểu nhiều hơn. Thì thường đề cập tới cái kiểu điều trị này thì mình hay gặp đó là ngộ độc phenobarbital. Thì hồi trước là những bệnh nhân mà bị động kinh á, người ta sẽ uống cái phenobarbital, thì thuốc nó có sẵn ở nhà, thì một số tình huống mà bệnh nhân xài quá liều ha, thì mình vô mình có thể cho truyền cái sodium bicarbonate này, thì nó cũng giúp thải được cái phenobarbital này rất là tốt. Rồi ở cái nhóm mà ngăn
Tăng thể trừ này thì lọc máu vẫn là cái nhóm biện pháp quan trọng nhất, thì các bạn phải nắm được lọc máu ha. Thì lọc máu ở đây á, mình sẽ có là thẩm phân phúc mạc và lọc máu bằng hệ thống bên ngoài cơ thể. Thì mình hiểu là thẩm phân phúc mạc nó cũng là giống như lọc máu, nhưng màng lọc ở đây là màng bụng, là phúc mạc của bệnh nhân. Thì do là màng của cơ thể nên nó sẽ quen, cơ thể mình sẽ quen với cái này hơn, và nó ít những cái tác dụng phụ hơn ha. Bệnh nhân sẽ dung nạp tốt hơn. Tuy nhiên thì cái hiệu quả của nó chỉ bằng 10-25% so với lọc máu bằng hệ thống bên ngoài cơ thể thôi. Rồi, và cái nhóm lọc máu bằng hệ thống bên ngoài cơ thể là nhóm quan trọng nhất, cái những cái biện pháp quan trọng nhất. Thì thường khi mà mình tiếp cận một bệnh nhân ngộ độc cấp á, thì mình sẽ đặt ngay câu hỏi là bệnh nhân này có chỉ định lọc máu hay không. Thì tùy theo mỗi loại độc chất á, nó sẽ có là chỉ định riêng. Thì cũng không ai kiểu thần thánh gì ha, chất nào cũng biết. Thì thường mình sẽ định coi chất độc đó là chất độc gì, và bước thứ hai mình coi là có chỉ định lọc máu hay không. Nếu có thì mình sẽ tiến hành lọc máu cho bệnh nhân. Thì đối với lọc máu á, nó sẽ có kiểu nó sẽ có hai cái loại chính nữa. Thì một loại là lọc máu bằng cái hệ thống thông thường, còn cái lọc máu cái nhóm thứ hai là lọc hấp phụ, nghĩa là nó sẽ khác nhau ở quả lọc. Một cái quả lọc thì giống như là những cái quả lọc mà dùng cho bệnh nhân bị suy thận mẹ nhé, nó sẽ cho thẩm thấu những cái chất độc trong dòng máu qua quả lọc, qua màng lọc và đi qua dịch lọc ha. Còn cái loại lọc hấp phụ thì quả lọc á, nó sẽ có chẳng hạn như nó gắn thăng hoạt trên quả lọc, thì khi chất độc ở trong dòng máu nó đi tới thì nó sẽ bị bắt giữ lại trong quả lọc. Một cái thì lọc qua, một cái thì bị bắt giữ lại ha. Thì hai anh này nó khác nhau ở chỗ nào? Thì cái nhóm này á, thì lọc ở những cái loại mà nó tan trong nước, thì lại cái trọng lượng phân tử nó nhỏ, nó gắn kết protein thấp. Gắn kết protein thấp nghĩa là nó tan trong cái trong máu, trong cái huyết thanh nó nhiều á. Còn cái protein thì nó gắn ít thôi. Còn những cái loại mà nó tan trong mỡ, cái phân tử khối nó lớn, nó gắn protein cao, thì loại này mình phải dùng quả lọc hấp phụ ha. Rồi, thì cái Paraquat á, hồi trước ở mình cái lọc hấp phụ này chưa có, nên tỷ lệ tử vong nó rất là cao, mình phải chuyển sớm lên Sài Gòn để lọc ha. Còn bây giờ thì có cái quả lọc hấp phụ ở Cần Thơ rồi, thì mình cũng có thể áp dụng được ha. Rồi, đó là xong nhóm biện pháp thứ hai, tức là lấy chất độc ra khỏi cơ thể. Thì mình nhớ là trong nhóm này có nhiều biện pháp, tuy nhiên quan trọng nhất là nhóm biện pháp lọc máu. Rồi tới nhóm biện pháp cuối cùng là mình dùng những cái loại chất giải độc, những cái antidote ha. Thì bạn cái này thì mấy bạn đã học trong dược lý rồi đó, giờ giống như ôn lại thôi. Thì ngộ độc chất này thì dùng chất kia để đối kháng lại ha. Thì mình sẽ học một số cái cặp. Thì ở trong này thì mấy bạn chẳng hạn như là cái cặp đầu tiên acetaminophen, acetaminophen ha, đây là paracetamol đó. Thì rồi mình sẽ dùng cái acetylcysteine. Cái này thì bạn sẽ thường gặp nhờ tại para thì nó phổ biến ha. Thì khi mà bệnh nhân ngộ độc á, thì mình thấy là cái liều ở đây là 140 mg bạc ký. Mà nếu mà dùng những cái loại gói mà gói thuốc lông đàn á, thì một gói nó bao nhiêu, nó chỉ có 200 mg thôi. Thì do đó mình sẽ dùng rất là nhiều ha. Mỗi lần mà có bệnh nhân ngộ độc là phải dùng một hộp, mỗi lần cắt ra một đấm luôn nha, rất là nhiều. Thì thực ra đó là tại vì mình không có cái chế phẩm, chứ thực tế là người ta có cái loại chế phẩm mà truyền tĩnh mạch luôn, bằng chế phẩm N-acetylcysteine, cái hàm lượng nó nhiều, dùng để cấp cứu ngộ độc paracetamol ha, nó có. Rồi ngộ độc khí CO thì mình sẽ cho thở oxy cao áp. Cao áp ở đây nghĩa là nó có buồng oxy cao áp á ha. Cái này là ở ở Cần Thơ thì như chưa, nhưng mà một số tỉnh thì nó có, hiện như ở Kiên Giang nó cũng có cái buồng oxy cao áp á. Thì ngoài chuyện điều trị được ngộ độc khí CO, nó còn làm được nhiều khác hai cái oxy cao áp nữa nè. Rồi một số cái cặp chất độc khác thì cái này các bạn cứ tự xem trong bài thôi. Đây, ngộ độc methanol thì được điều trị bằng ethanol. Do ở này giống như là lấy độc trị độc vậy đó ha. Ngộ độc chất này dùng một chất độc khác để điều trị. Thì do đó, do bản thân cái tao meo này nó cũng vậy à. Rồi cái methanol á, thì mình thấy là nó là một chất độc, thì
được điều trị bằng ethanol. Bản thân ethanol nó cũng là một chất độc. Do đó cái chuyện mà cái bài báo hồi nãy đầu bài mình nói á, thì nó sai ở chỗ là kiểu như làm cho người ta hiểu bia là một cái thuốc tốt hay một cái loại thuốc giải, là bình thường uống bia đã sướng rồi, bây giờ nó còn có công dụng là giải độc nữa ha. Kiểu như khuyến khích người dân ta uống bia nhiều thì nó không có đúng. Thì thật ra là nó sẽ có cái chế phẩm ethanol dạng thuốc để điều trị ngộ độc methanol luôn ha, chứ không phải là có ca ngộ độc methanol cái kêu người nhà mua một hai thùng bia vô ha, vừa nhậu vừa trị bệnh nhân, thì không phải. Thì mình sẽ có cái loại ethanol, thì mình nó sẽ có liều như thế này ha, bạn theo dõi cái liều. Thì cái cơ chế của nó giống như là khi trong cơ thể mình có tồn tại methanol thì gan nó sẽ chuyển hóa methanol, thì methanol nó chuyển hóa xong nó mới tạo thành một cái dạng độc chất nó cao hơn ha, nếu chưa chuyển hóa thì độc chất nó thấp, nó ít thôi. Còn khi mà có ethanol trong cơ thể thì gan nó bắt cái anh methanol nó phải chờ đợi và ethanol nó được chuyển hóa trước. Vậy thì khi mà bệnh, khi mà có sự cạnh tranh á, thì mình kết hợp thêm lọc máu thì mình sẽ lấy được cái methanol ra ngoài. Anh ơi, trẻ em bị ngộ độc CO, mình cho thở oxy 100% cao áp có nguy hiểm mà. Mình thở là theo điều trị mà đâu có gì đâu mà nguy hiểm em. Em sợ bị cái gì? Em sợ như độc tính trên giác mạc đồ này nọ vậy đó hả? Cái này thì cái này là mình nói chung cái oxy qua áp thì mình phải coi lại coi là nó có chỉ định ở trẻ nhỏ hay không. Cái sự mà bị mù mắt gì đó thì mình chỉ gặp ở trẻ nhỏ sơ sinh đồ thôi, thì mình coi là coi cái cao áp thì nó có áp dụng không, thì cái này anh không có nhớ. Nhưng mà cái oxy 100% á, lúc này mình hiểu là đang dùng trong giai đoạn ngắn để mình điều trị bệnh nhân bị ngộ độc thôi, mà em không dùng là bệnh nhân chết queo luôn á, chứ em còn ở đó mà em sợ là bị mù mắt đồ này nọ nữa, không phải ha. Những cái đó là những cái chuyện mà phía sau thôi, còn quan trọng nhất bây giờ đang là bị ngộ độc CO, đang siêu hấp nè, em không cho thở oxy sao được, đúng không? Rồi những cái cặp khác ha, ngộ độc thuốc phiện. Đây cái chỗ thuốc phiện này thì cái naloxone thì nó rất là kiểu rất là hiệu nghiệm ha. Nếu đúng là ngộ độc thuốc phiện nhóm mà opioid á, thì mình tiêm tới khoảng liều khoảng 10mg là bệnh nhân phải có đáp ứng, còn tới liều đó mà thấy không có đáp ứng gì hết thì coi chừng nó không phải là ngộ độc thuốc phiện, do đó người ta hay gọi đó là test naloxone á. Rồi xong bài thứ nhất, mắc quá. Nó hồi bị đau họng luôn đó mình. Rồi mình xong bài thứ nhất nha, còn một bài nữa. Mình tiếp xong bài thứ hai luôn nha. Em đi dừng chỉnh chiếu.